cho anh em. Hôm nay mình mua được cái này nó cũng khá là hay nè. Thì sẵn rồi mình làm clip chia sẻ anh em tham khảo chơi cho vui ha. Cái này nó ghi là thu bụi máy khoan rút lõi khô và ướt, dùng cho thợ điều hòa. Những anh em mà thường xuyên rút lõi ở trong nhà hoặc là chung cư luôn đó thì có thể tham khảo cái bộ này để mình làm việc cho nó thuận tiện ha anh em. Bên chân tay thì nó sẽ có một cái đầu thu bụi nè. Nó có một cái miếng tem nè, nó ghi là Shinsen, mã của nó là G6066B. Này nó được làm bằng kim loại và nó được sơn tĩnh điện màu đen hết em. Bên đây sẽ là cái đầu thu bụi nè, màu trắng này nó là nhựa nè. Còn cái phần màu xanh xanh này thì nó sẽ là cao su ha. Rất là dẻo anh em. Cái này thì chắc là mình sẽ úp vô trên tường nè. Sẽ có một cái đầu nối. Anh em có thể mình mua cái ống ruột gà đó, mình xỏ vô đây để mình dẫn vô cái máy hút bụi. Hoặc là mình dẫn vô cái bịch ni lông để khi mà anh em khoan đó, bụi nó sẽ rớt vô đây và nó sẽ chảy vô cái ống này ha. Bên đây thì nó cũng có cái tem của Shinsen nè. Và cái thu bụi này anh em có thể sử dụng là những cái mũi khoan từ 20 cho tới 80mm ha. Anh em chỉ cần mình cố định vô trên cái mặt phẳng mà mình cần khoan. Miếng màu đen này nó sẽ có tác dụng là nó sẽ cố định cái ống thu bụi này ha. Thì phía trên đây nó sẽ có một cái lỗ móc nè, có một con ốc để mình siết, mình cố định lại. Thì mình sẽ khoan theo kiểu gì nè, và bụi nó sẽ rớt ở trong đây nè, nó sẽ đi theo ống ruột gà nó đi ra, thì cũng rất là tiện lợi anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ đem cái bộ này test thực tế cho anh em dễ hình dung hết. Giờ để mình nhờ chú thợ xài thử còn sao nha. Đầu tiên là sẽ khoan lỗ để mình bắt cái vít vô nha anh em. Xong rồi mình lấy vít để mình cố định cái thu bụi lại nha. Đó, phía trên nó sẽ có cái lỗ nhỏ đó, anh em sẽ bắt vít vô đó. Chắc lắm, cái này nó như nó có cái thế đó. Thì khi mà cái vít mà nó sát vô là nguyên một cái chụp này nè, nó ịn sẵn vô luôn, đã lắm. Khi mà siết lại xong đó thì anh em nhìn thấy nè, cái này nó sẽ tạo cái thế á, nó bám rất là chắc luôn ha. Mấy cái viền nhựa nè, anh em nhìn thấy là nó sẽ sát tường luôn ha. Cái phần ở dưới đây nè, thì anh em sử dụng thì mình sẽ lắp cái ống hút bụi hoặc là mình lắp cái ống ruột gà vô đó để mình giữ bụi lại ha. Còn ở đây tại vì mình test demo thôi, bởi vì mình không có cái lắp nha anh em. Đây, giờ bắt đầu mình sẽ khoét thử lỗ nha. Xỏ vô quất thôi. Thì tất cả bụi á nó sẽ gom về đây ha. Anh em có đồ hút bụi hay là cái ống á, bụi á nó sẽ lọt vô và nó sẽ hút vô cái ống, rất là đã anh em. Anh em nào có nhu cầu mua cái thu bụi này thì mình sẽ để đường link dưới phần mô tả, anh em nhấp vô đó để tham khảo ha. Anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhấn nút đăng ký bên đây nè, nhấn nút cái chuông, khi nào có video mới anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video, chúc anh em ngày vui vẻ nha. Bye bye.